tàn mạn về tình yêu. Đã là người, ai cũng muốn yêu và được yêu. Yêu là nhu cầu và lẽ sống của con người. Nhờ yêu thương con người hạnh phúc. Có yêu thương, thế giới loài người rực rỡ hy vọng và tràn ngập niềm vui. Nhưng cũng vì yêu thương mà lắm khi phải xe tim nát lòng. Sinh hoạt tình yêu chiếm phần lớn quý thời gian đời người. Từ tấm bé đến tuổi già, ai cũng cần yêu và khao khát được yêu. Vì một lý do rất đơn giản, yêu làm cho con người sống. Nên sống không tình yêu là sống một cái chết được triền hạn. Sống mà không được yêu là một bất hạnh lớn hơn tất cả mọi bất hạnh. Người ta có thể sống thiếu thốn vật chất, nhưng không thể sống thiếu tình yêu. Như máu nuôi cơ thể, tình yêu cần cho sự sống và đời sống. Sinh hoạt yêu thương cần cho con người như khí thở, như máu huyết. Nhưng môn học yêu thương lại là môn học không được lưu tâm, chú ý. Người ta có thể say mê nghiên cứu những kiến thức khoa học, bỏ hàng chục năm trau dồi một ngành chuyên môn, nhưng lấy làm tiếc phải đi dự một buổi hội thảo về tình yêu. Vì đa số cho rằng, đã là người thì ai cũng biết yêu và luôn yêu đúng cách, đúng kiểu, đúng người, nên chẳng cần phải học yêu. Thực vậy, sinh hoạt yêu thương bao trùm và đồng hành với đời sống con người ngay từ khi còn trong lòng mẹ, cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Tình yêu và đời sống ấy thiết thân quá đến nỗi không ai nhận ra tính cần thiết và tầm quan trọng của tình yêu trong đời người. Vì thế tình yêu được coi như một sinh hoạt tự nhiên, mọc lên tự do như hoa cỏ, không cần chăm sóc vun sới. Tình yêu dễ dãi đến độ tưởng như không tìm cũng thấy, không gieo cũng gặt, không chờ cũng đến. Dưới mắt nhiều người, tình yêu tầm thường quá, nên không cần quan tâm học hỏi. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại, khi đường vào tình yêu của nhiều người không là tình đường tình đẹp ta đi, nhưng là đường ô nhục. Cuộc tình chúng ta cùng mạo hiểm bước vào không là cuộc tình đẹp như trăng sao, nhưng là cuộc tình tan vỡ, cuộc tình tan thương. Tháng ngày yêu thương của nhiều người không là những ngày xưa thân ái, với bao kỷ niệm êm đềm khó phai, nhưng trở thành chuỗi dài ác mộng. Thử hỏi bao nhiêu phần trăm loài người đã được tình yêu ở lại đến phút chót, cùng đầu bạc răng long theo nhau xuống tuyền đài, chung thủy sắt son. Bao nhiêu phần trăm đã thấy tình yêu đem về hạnh phúc, cho hoa thơm trái ngọt, làm thỏa lòng ước mơ. Bao nhiêu phần trăm đã được nếm dịu ngọt của tình yêu, đam mê của tình yêu, say đắm của tình yêu, tuyệt vời của tình yêu. Bao nhiêu phần trăm loài người đã hiểu được giá trị, ý nghĩa đích thực của tình yêu, để yêu nồng nàn, thiết tha, tròn đầy, yêu đến cùng, yêu không biên giới. Yêu vô điều kiện, yêu hạnh phúc. Nhận diện tình yêu chính là đặt tình yêu vào vị trí của nó trong đời sống con người, để đánh giá thẩm định vai trò, mức độ ảnh hưởng của tình yêu. Nếu tình yêu là một giá trị lớn, nó đòi ta phải nhận ra giá trị này. Nếu tình yêu mang lại cho đời người một ý nghĩa ấy phải được ta khám phá. Nếu tình yêu là một nghệ thuật, ta phải dày công học tập. Sở dĩ ta yêu mà không gọi được tên tình yêu là vì ta còn ngu ngơ chưa biết tình yêu là gì. Ta yêu mà vấp ngã liên tục trên đường tình là vì chưa học luật đi đường của tình yêu. Ta ôm đầu máu khi mạo hiểm yêu thương là vì ta quên mang theo bản đồ địa bàn hải bàn tình yêu. Ta gãy cánh tan xác trong trời yêu thương là vì ta không học bay, không theo sát tin tức khí tượng. Ta tuyệt vọng trong tình yêu vì ta quên mang theo phao cứu hộ. Ta nhàm chán tình yêu
vì ta chỉ mơn man bên ngoài tình yêu mà chưa nắm bắt tình yêu đích thực. Có khi ta tránh né, trốn chạy tình yêu vì ta không đủ kỹ năng phân biệt tình thật, tình ảo, tình yêu, tình thủ, tình trao dâng, tình bốc hốt, tình trăm năm, tình một giờ, tình hy sinh, tình tính toán. Như thế, học hỏi để yêu thương là nhu cầu cấp bách. Nhu cầu vì yêu thương là điều kiện không thể thiếu cho hạnh phúc đích thực của đời người. Cấp bách vì mỗi giây phút sống không tình yêu là một giây phút trống vắng bất hạnh. Nên ai có thể dựng dưng phung phí quý sống vốn ít ỏi của đời bình như thế. Sỏi đá yêu vào cũng hóa mầm xanh.